Xin chào các bạn nhá. Hôm nay mình sẽ review cho các bạn xem vườn rau của mình trồng đây các bạn. Hôm trước là mình trồng nhiều loại rau khác nhau, nhưng mà hôm nay mình cũng bắt đầu là mình cải tạo lại, mình phá mình trồng lại nhiều loại rau khác. Ở trên này là mình trồng dưa các bạn này, thì bao gồm dưa hấu, bao gồm đây là dưa hấu trái lớn này, rồi là dưa hấu Nam Phi này, rồi là dưa gang cao sản này, rồi là dưa lê siêu ngọt. Đấy, mình trồng ở đây một luống như thế này để thí nghiệm xem thứ nhất là tỷ lệ này mầm quả hạt như thế nào, và thứ hai nữa là mình chăm sóc nó có tốt không. Và đây là nhiều loại rau khác nhau các bạn nhé. Cứ một luống này thì mình chia đôi ra, thì ví dụ như là bên kia mình trồng loại rau khác, bên dưới này mình trồng loại rau khác, thì cứ một ô thế này thì có nhiều loại khác nhau. Mình có để cái bao bì hạt giống lại để đây để mình phân biệt, và có nhiều loại mình đang trồng ở đây. Hôm trước đây là rau cải các bạn này, rau salad, đây là rau salad ăn non baby, thì mình trồng thì mình để lại đây để ăn sống. Còn trên này là rau cải mình phá rồi. đây là bông cải các bạn, bông cải tím. Các bạn đã nhìn thấy bông cải tím bao giờ chưa? Đây mình trồng đây nó chuẩn bị cuốn rồi này. Còn trên này là bông cải tí hon, nó đang còn phát triển ở đây. Đây là súp lơ xanh đây các bạn này, súp lơ xanh nó phát triển nó tốt nhá. Bên kia là rau cần tây, bên kia là rau cúc, và ở bên kia là củ cà rốt. Còn bên này là củ cải này. Củ cải mình trong mùa này thì không biết là tại sao nó lại đổ hoa như vậy. Còn đây là ba loại cà chua leo này. Thứ nhất là cà chua vàng, thứ hai là cà chua sô cô la, và thứ ba nữa là cà chua đỏ. Còn đây là rau thơm, rau thơm nó đang phát triển lên. Bên đây là luống ngô các bạn, đây là ngô ngọt các bạn này, ngô ngọt này là ăn rất là ngon này, bắp. Để giới thiệu các bạn là đây là hệ thống tưới nhá. Mình trồng rau mình không cần phải tưới nhiều. Các bạn xem là hệ thống tưới của mình làm ở đây một cách là đơn giản, nó gồm một đường ống chính này mình kết nối ở đây, và sau đó là mình có cái đường ống ngách, nó chỉ sử dụng qua là cái khóa này thôi các bạn. Ví dụ mình đóng cái khóa này lại thì nó sẽ ngắt, và bên kia nó sẽ phun mạnh hơn, và mình sẽ thả cái khóa ở đây, thả ra thì nước bắt đầu nó sẽ phun. Đấy các bạn thấy như thế này thì mình không cần phải chăm sóc nhiều đâu các bạn, mình chỉ cần là bón phân vào cho nó tốt là được thôi. Hôm sau thì mình sẽ quay review từng loại mà mình trồng thành công để cho các bạn xem nhé. Đây là vườn rau của mình đây, mình tiếp tục là mình trồng ở đây. Đấy, hôm sau mình sẽ review lại cho các bạn xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở một số nội dung video sau nhé.